hát karaoke nhiều, chết đi sẽ thành ma câm. Đi du lịch nhiều thì cuối đời sẽ bị liệt. Sư thầy có phát ngôn khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Mượn danh Phật giáo liên tục có những phát ngôn đi sâu vào lòng đất, sư thầy Thích Chân Quang đang khiến cho nhiều người vô cùng phẫn nộ. Người này đã tổ chức những buổi thuyết pháp, đăng tải những video, giảng dạy cho hàng ngàn Phật tử, nhưng chỉ toàn những nội dung sai trái như: ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết là ma câm. Cái võng là cái nơi mà tiêu diệt hết mọi công đức của chúng sinh. Chưa dừng lại ở đó, sư thầy Thích Chân Quang còn có những phát ngôn sai lệch về lịch sử. Điển hình như nói Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, Lý Thường Kiệt mang quân đi đánh là hỗn. Trước những chia sẻ đầy mâu thuẫn và sai trái này, sư thầy Thích Chân Quang đang khiến cho nhiều người phẫn nộ dữ dội vì cho rằng những chia sẻ của ông là sai trái, lệch lạc, phản khoa học và cổ suý cho mê tín dị đoan. Theo mọi người, việc sư thầy có những phát ngôn như vậy có đáng bị lên án hay không? Hãy để lại chia sẻ cho Bình Liều biết đấy nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ Bình News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!